Thầy Nguyễn Phước Bảo Quân, chào các bạn đã hội tụ lại để cùng nghe tôi chia sẻ cái bài về cập nhật về Asia sau virus trong cái tầm soát ung thư vú. Trước tiên tôi phải nói ngoài lề một chút, bởi vì chúng ta vừa nghe một cái clip trình bày về cái smart về rất là thông minh, nhưng mà các bạn lưu ý rằng là cái phân loại BI-RADS đó là do bác sĩ cho nó là 3 hay là 4A, 4B, 4C hoặc là 5, chứ không phải là máy đâu các bạn. Các bạn lưu ý nha. Cho nên là cái máy đó nếu mà bạn có mua về bạn cũng không thay thế cái bài giảng ngày hôm nay được. Rồi chúng ta tập trung nghe bài. Rồi. Thì mở đầu thì tôi vẫn phải có những cái lời tri ân. Thứ nhất là bố mẹ tôi, nhưng mà tôi rất tiếc là tôi không có cái hình nào của bố tôi cả. Mẹ tôi là cái người của làng quan họ, bố mẹ tôi là người của dân Bắc Ninh, và như vậy thì cái hình ảnh quen thuộc là một cái bà cụ răng nhuộm đen và vấn khăn mỏ quạ. Đây là cái hình tôi lúc bé. Và nhà tôi hồi đó rất là giàu, cho nên là chúng ta thấy rằng là mình ở nhà gỗ các bạn ha. Còn bây giờ nhà 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 nghèo người ta biết ở nhà lầu đúng không? Nhà giàu người ta ở nhà gỗ. Tôi cảm ơn người thầy lớn nhất của tôi là thầy Nguyễn Quý Kháng. Cái hình này chụp cách này 15 năm, khi mà thầy đưa tôi ra phi trường để qua Pháp để làm cái tu nghiệp ở bên đó. Đây là tôi cảm ơn người vợ đồng hành cùng tôi đã 30 năm nay. Và tôi cũng rất là biết ơn đến bệnh viện FV. Tôi đã gắn bó hơn 10 năm, đã có những cái điều kiện rất là tốt cho tôi làm việc. Tổng quan về bệnh lý tuyến vú, tôi xin có một cách review lại để chúng ta nhớ lại. Thì nên nhớ rằng là cái bệnh lý lành nhiều hơn là ác tính. Và cái lứa tuổi mà 40-50 thì mình gặp nhiều những cái bệnh lý của tuyến vú. Tức là cái lứa tuổi 20-30 thì nó rất là tươi đẹp và thường là chưa xuất hiện vấn đề gì. Và cái tần suất ung thư vú nó gia tăng sau tuổi mãn kinh. Cái biểu hiện của bệnh lý lành tính nó bao gồm đau, sờ thấy khối và tiết dịch nấm vú. Đau theo chu kỳ thì nó hay xảy ra ở giai đoạn hoàn thiện muộn của kỳ kinh và nó biến mất khi bắt đầu hành kinh. Và cái nguyên nhân này cũng khiến cho phụ nữ đi khám vú, tức là nó liên quan đến kỳ kinh, thì cái đó nó là một cái lành tính. Rồi bây giờ ta bắt đầu đề cập đến ung thư. Thì cái dạng sớm nhất của ung thư là DCIS, tức là ductal carcinoma mà in situ. Nôm na tức là cái ung thư nó hình thành ở trong cái đơn vị ống tật tiểu thùy và chưa xâm lấn ra cái màng nền. Có nghĩa là nếu mà bị ung thư cái dạng này mình điều trị thì gần như nó tiệt căn. Cái dạng DCIS. Một cái dạng khác đặc biệt, khá đặc biệt của ung thư vú, tức là nó không có khối điển hình mà nó chỉ là một cái xoắn vặn mô tuyến vú. Và cái này thì nếu mà làm siêu âm thì rất là hay bỏ sót, và cái này cái nhu ảnh người ta phát hiện tốt hơn cái siêu âm. Rồi tiếp đến là những cái bú điển hình, thì nếu mà nó nằm ngay dưới mặt da thì nó có thể co rút cái bề mặt da, nó tạo lõm cái bề mặt da xuống. Đó, đây là một cái hình ảnh lâm sàng điển hình của một cái bú vú ác tính. Và rất là nhiều trường hợp mà mình rờ thấy những cái cục ở trên vú mà khi mình ấn tay xuống thì nó chạy dưới tay, người ta gọi là breast mao, tức là cái con chuột ở vú, thì đó là thông thường là những cái fibroadenoma, tức là cái bướu sợi tím, mà cái này mình gặp rất là nhiều trong thực hành hàng ngày. Thì thông thường điển hình của nó là hình bầu dục. Rồi một cái dạng gặp nữa là các tổn thương dạng nang. Các tổn thương dạng nang thì có thể là một hoặc là nhiều nang, hoặc là nó là những cái chùm nang nhỏ. Thì đấy là cái tổn thương dạng nang. Rồi về lâm sàng thì cái tiết dịch nấm vú là cái triệu chứng khá thường gặp, và chỉ có 5% là có bệnh lý nghiêm trọng. Như vậy có nghĩa là cái tiết dịch này có thể sinh lý hoặc là bệnh lý. Đối với bệnh nhân tiết sữa đó, là nếu mà bệnh nhân không có nuôi con bú mà tự nhiên tiết sữa thì mình phải kiểm tra cái prolactin, bởi vì nhiều khi nó u tuyến yên. Tiết dịch sinh lý là nó từ những ống tuyến nó giãn
hai bên và không có máu, thì đó là dịch sinh lý. Thường là cái dịch nó màu vàng vàng. Ngược lại tiết kiệm bệnh lý thường nó một bên và có thể chứa máu. Tức là nếu mà dịch nó ra hai bên ống vú mà không phải máu thì thông thường là lành tính. Còn nếu nó chỉ ra một bên thôi và có máu thì coi chừng nó là ác tính. Và hoặc là nó từ một cái ống tuyến giãn đơn độc. Thì cái đó mình phải coi chừng. À, tiết dịch bệnh lý có thể từ loạn xạ ống tuyến, từ bướu nhú hoặc là từ ung thư. Đây là một cái tiết dịch sinh lý, tức là nó là không phải là nó ra cái màu vàng chứ không phải là màu màu đỏ đó. Còn những cái bướu nhú thì thông thường nó là dịch nó có chứa máu đó. Như vậy thì những cái ống tuyến giãn này nó có thể đưa ra cái tiết dịch, và những cái bướu nhú này thì nó có thể tiết ra máu đó. Mình cẩn thận hai cái hình ảnh nó khác nhau đó. Và đây là một cái bướu nhú trong ống tuyến đó, và cái này nó có thể đưa đến là tiết núm vú, cái dịch nó có máu. Và ngày xưa thì rất là công phu, bây giờ thì mình dùng siêu âm để chẩn đoán, nhưng mà ngày xưa là người ta phải chụp cái ống tuyến, người ta bơm cái thuốc tương phản vô để thấy được cái bướu nhú này. Dạ. Nó có một dạng đặc biệt của ung thư vú là ung thư vú thể viêm, tức là mình cứ tưởng tượng thì giống như một cái vỏ cam mà nó vỏ cam này nó cứng đó. Và như vậy thì đó là cái dạng ung thư vú của nội viêm, tức là những cái lỗ chân lông nó bị co rút xuống, không nhìn giống như cái quả cam, thì đó là cái dạng ung thư vú thể viêm. Dạ. Bây giờ tầm soát ung thư vú như thế nào? Thì khởi đầu á là nhu ảnh là phương tiện duy nhất để tầm soát ung thư vú. Thì lúc đó người ta thấy rằng là cứ 1.000 phụ nữ được làm cái tầm soát ung thư vú thì là khoảng 950 người là coi như nhận được một cái thư rất rõ ràng là bạn không bị sao hết. Còn khoảng 50% trường hợp được gọi lại để làm bổ sung các phương pháp khác. Và có 6 phụ nữ thì được chẩn đoán là ung thư vú. Như vậy thì cái nhu ảnh là một cái công cụ rất là lợi hại để tầm soát ung thư vú ở phụ nữ mãn kinh. Thế nhưng mà vấn đề là cái nhu ảnh nó có dễ làm hay không? Câu hỏi đặt ra là như vậy. Thì thứ nhất, câu trả lời là nó quá khó. Vì tại Mỹ trước khi cái BI-RADS được ACR chính thức đưa ra vào năm 1992 thì mỗi bác sĩ hình ảnh đọc một kiểu, không ai biết ai đúng ai sai hết, tức là không có trọng tài, không thống nhất trong cách mô tả, không thống nhất trong cách xử trí và theo dõi. Và như vậy thì đến lúc đó thì quốc phòng Mỹ mới thấy vấn đề nó nghiêm trọng quá, mới giao cho cái trường điện quang Bắc Mỹ, tức là ACR, tức là American College of Radiology, mới nói rằng là bây giờ anh phải có nhiệm vụ anh đưa ra được một cái hệ thống BI-RADS để gọi là thống nhất hết cho các bác sĩ đọc về cái nhu ảnh. Như vậy thì mục tiêu là gì? Thứ nhất là mình phải chuẩn hóa báo cáo kết quả. Thứ hai là mình phải giảm thiểu cái nhầm lẫn trong việc đọc kết quả. Và thứ ba là tìm tiếng nói chung giữa các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ lâm sàng và bác sĩ phẫu thuật. Có nghĩa là nếu mình nói BI-RADS 3, tức là bệnh nhân cần được theo dõi. Nếu mình nói BI-RADS 4, tức là mình phải được sinh thiết đó. Tại sao nó nhảy ra cái này mấy em đó? Và như vậy thì cái Asia BI-RADS đầu tiên á là năm 1992 thì chỉ có nhu ảnh thôi, nhưng mà đến năm ấn bản lần thứ 5 năm 2013 thì nó có cả nhu ảnh, cả siêu âm, cả cộng hưởng từ đó. Như vậy thì rõ ràng là cái siêu âm và cái cộng hưởng từ nó cũng có vai trò trong cái phân loại BI-RADS này, cho nên đến lần thứ 5 chưa có ấn bản lần thứ 6. Tôi có theo dõi nhưng mà chưa thấy cái bản ấn bản lần thứ 6. Đấy. Vậy thì nhu ảnh nó ưu điểm là như thế nào? Thì cái ưu điểm nó đánh giá tốt nhiều bệnh lý tuyến vú từ lành đến ác. Đánh giá rất là tốt những cái vi vôi hóa ở cái tuyến vú. Nhưng nhược điểm là gì? Nó nhiễm xạ, nó đau khi ép vú. Có rất nhiều phụ nữ họ rất là nhạy với cái chuyện ép vú, và nhiều khi họ ép xong một lần mà ra kết quả là không có gì hết, là nhiều khi họ thề luôn không bao giờ họ ép vú nữa đó. Thì tức là nó có đau khi ép vú và khó đọc kết quả vì cái sự trùng lắp đó. Nhưng mà và như vậy thì bác sĩ cần phải được đào tạo, cần phải đọc đối chiếu, tức là thông thường ở những cái hệ thống chuẩn á, là người ta sẽ cho hai bác sĩ đọc độc lập và đối chiếu kết quả với nhau. Nếu hai cái người đó đưa đến một tiếng nói chung thì ok, còn nếu mà không thì hai người đó phải ngồi lại với nhau để đưa ra một kết quả đó. Và như vậy thì gần đây thì để
tránh cái chuyện là cái chuyện nhiều ảnh này nó giống như mình chụp cái hình X-quang phổi đó các bạn. Cái mình chụp X-quang phổi nó chồng từ trước ra sau so với cái hình CT phổi là hình lá cắt, thì bây giờ người đây người ta để tránh cái chuyện mà nó chồng như vậy á, thì người ta đưa ra cái nhiều ảnh cắt lớp đó. Thì cái nhiều ảnh cắt lớp thì cái độ nhạy nó tăng lên đáng kể. Thì trong bài tôi sẽ có, vì bệnh viện tôi có cái nhiều ảnh cắt lớp, cho nên trong bài sẽ có hình cho các bạn xem. Thì cho đến nay thì cái nhiều ảnh vẫn là cái tiêu chuẩn vàng trong các chương trình tầm soát ung thư vú ở hầu hết các nước trên thế giới cho phụ nữ trên 40. Đọc đến đây các bạn đừng có thắc mắc là tại sao tôi vẫn cứ khẳng định là nhiều ảnh. Mình cái gì về khoa học mình phải nói cho nó rõ. Nhiều ảnh vẫn là tiêu chuẩn vàng cho đến thời điểm này. Rồi, siêu âm như thế nào? Siêu âm thì nó rẻ tiền, nó không những xa và đánh giá cũng rất là tốt nhiều cái bệnh lý ở tuyến vú, và nó đặc biệt tốt ở những người phụ nữ có mô vú đặc. À, các anh chị nên nhớ rằng là người Việt Nam, là phụ nữ Việt Nam là có mô vú đặc. Mô vú đặc và vú to nó không tương đương với nhau. Vú nhỏ nhưng mà là mô vú đặc, đó là người Việt Nam. Rồi, cái nhược điểm là nó phụ thuộc vào người làm siêu âm và chất lượng máy. Nó đánh giá kém vi vôi hóa và tổn thương không tạo có khối. Lúc nãy mình có cái hình nó xoắn bằng cấu trúc thì rất là nhiều trường hợp trên siêu âm mình không có thấy. Đó. Và đến nay thì ACA khuyến cáo rằng là gì? Siêu âm được dùng làm khám nghiệm bổ sung trong các chương trình tầm soát ung thư vú, nhất là phụ nữ có mô tuyến vú đặc. Đó, cái này là ACA khuyến cáo đàng hoàng. Như vậy là siêu âm nó có một cái chỗ đứng nhất định của nó. Những năm gần đây thì các hãng máy siêu âm nó cho ra đời một cái máy siêu âm quét khối tự động. Đó là nó gọi là, ví dụ như GE nó gọi là Automatic Breast Ultrasound, đọc tắt là ABUS, hoặc là Siemens nó gọi là ABVS. Nó là một cái máy làm tự động. Rồi bản chất cũng là máy siêu âm thôi, nó không thay thế được cái vai trò của nhiều ảnh trong cái tầm soát ung thư vú. Bởi vì đây là tia siêu âm chứ có phải là tia X đâu. Và như vậy thì nhưng nó cũng có những cái lợi điểm của nó, ví dụ như khi mà tái tạo cái lát cắt, đây là lát cắt ngang, lát cắt dọc, và khi tái tạo cái lát cắt vành thì mình có thể coi được cái co rút của cái tổn thương đó. Và nó có một cái nữa, tức là cái 2D này, nó ở cái 3D này, tức là cái kỹ thuật viên làm và bác sĩ đọc sau. Nhưng các bạn lưu ý rằng là nếu mà bạn làm trực tiếp trên bệnh nhân thì có khi nó lẹ hơn bạn làm ở trên cái trạm xử lý này, bởi vì rất là dễ bỏ sót tổn thương. Rồi, về cộng hưởng từ thì nó ưu và nhược điểm như thế nào? Ưu điểm nó không nhiễm xạ, nó có độ nhạy cao với ung thư xâm lấn và ổ ung thư nhỏ trên nền vú đặc, ung thư tái phát tại sẹo mổ cũ. Bởi vì nếu mà sẹo thì nó không thông thường, nếu mà sẹo mà không phải là mới đó, nó là lâu rồi đó, nó không có bắt thuốc cản từ. Còn những cái ung thư tái phát thì nó sẽ bắt thuốc. Và nó đánh giá tốt cái bướu ở trên những cái vú đã chích silicone, hoặc là nó đánh giá tốt những cái vỡ tuyến ngực, tức là nó là một cái cộng thêm trong cái khảo sát. Nhược điểm nó mắc tiền và nhiều khi bệnh nhân khó chịu là bởi vì bệnh nhân phải nằm sấp và hai cái vú nó thòng xuống hai cái lỗ để người ta làm, nhiều khi bệnh nhân khó chịu. Rồi, như vậy thì cái cộng hưởng từ chỉ làm khám nghiệm bổ sung khi cái nhu ảnh và hoặc cái siêu âm không loại trừ được ác tính. Rồi, vậy thì bây giờ nói về nhu ảnh thì như vậy, thì bây giờ tại sao mình cần dùng đến siêu âm và cái siêu âm nó như thế nào? Thì cái ung thư thể xâm lấn nó thường di căn hạch và toàn bộ cơ thể, thường là những khối u không vôi hóa, và như thế nó có rất khó có thể thấy hoặc là bỏ sót trên nhiều ảnh, đặc biệt là khi mô tuyến vú nó đặc. Và cái mô tuyến vú đặc gặp có nhiều hay không thì người ta dùng cái từ là rất thường gặp đó. Và ở cái phụ nữ mô tuyến vú đặc thì cái nhiều ảnh độ nhạy thấp, nó chỉ từ 30 đến 48%. Như vậy thì nói nôm na là nếu mô vú đặc thì độ dạy nó dưới 50%. Rồi, thì bây giờ mình coi một cái thống kê, một cái dữ liệu này của người Mỹ, họ là khoảng chừng 3 triệu 8 phụ nữ chụp nhiều ảnh. Và người ta phân tích ra nó đặc và không đặc như thế nào. Thì người ta mình thấy nó gần như một cái đường chia đôi như thế này. Khoảng một nửa số trường hợp là mô vú là chủ yếu là mô mỡ và cái mô tuyến nó xen kẽ, tức là cái này là cái vú dễ đọc nhiều ảnh, khoảng 50%.
khoảng 50% thì cái mô uống nó rất là đặc, hoặc là nó đặc mà nó không có đồng nhất, rất là khó đọc nhiều ảnh, tức là 50% dễ đọc và 50% khó đọc. Đó. Như vậy thì đây là cái nhóm mà cái A, nhóm A là fatty nè, cái này là những cái vùng mô tuyến nó xen kẽ nè, hai cái mô tuyến vú này là dễ đọc cho nó chiếm 50%. Còn cái mô vú rất đặc và nó đặc không có đồng nhất như này là rất là khó đọc nhiều ảnh, thì cái này nó cũng chiếm 50%. Riêng cái phụ nữ Á Đông thì cái tỷ lệ mà vú đặc là 70%. Rồi. Như vậy thì lâm sàng khi mình khám mình phát hiện ra ung thư thì khối u nó đã lớn. Thì thông thường bác sĩ lâm sàng người ta rời được thấy khối u, thì khi mình làm chẩn đoán hình ảnh thì nó kích thước khoảng chừng 2.6 cm. Cái này là người ta làm những cái nghiên cứu này người ta nói chứ tôi không có tự nói được. Và so với phát hiện bằng nhiều ảnh tầm soát thì nhiều ảnh tầm soát là mình khoảng 1.5 thì mình phát hiện được. Còn cái siêu âm nó giúp phát hiện những cái ung thư nhỏ, nó thậm chí những cái ung thư nó 4 5 ly là mình có thể phát hiện được, chưa có di căn hạch, không thể dùng ngoại bạn, bởi vì những cái tổn thương mà 4 5 ly mà không có vi văn hóa là mình không thể thấy được trên nhiều ảnh. Đó. Và như vậy thì nó sẽ giúp mình chẩn đoán sớm những cái tổn thương nhỏ. Thì trong khi ung thư vú ngày nay đạt được nhiều tiến bộ thì cái hạch nách vẫn là yếu tố tiên lượng quan trọng nhất. Thì khi mà ung thư vú mà phát hiện bằng khám lâm sàng thì thường á, là khoảng 40% nó đã di căn hạch nách. Còn nếu mà bằng nhiều ảnh thì khoảng chừng 20% đã di căn hạch nách. Tức là khi mà khối u càng nhỏ thì cái tần suất di căn hạch càng ít. Còn nếu mà siêu âm mình phát hiện những cái khối u dưới 1 cm thì lúc đó hầu như nó chưa di căn hạch và nó không thấy trên nhiều ảnh. Và như vậy thì bệnh nhân được hưởng lợi sau điều trị là bởi vì cái khả năng tái phát nó rất thấp. Thì cái bướu gia tăng nó kích thước người ta có thống kê, người ta thấy rằng là bướu mà gia tăng kích thước 1 mm thì nó giảm 1% tỷ lệ sống còn sau 15 năm. Như vậy là mục tiêu chúng ta là phải tầm soát ung thư vú và cố gắng chẩn đoán khi cái khối u nó càng nhỏ càng tốt. Rồi. Thì như vậy là lợi ích lớn nhất của siêu âm đem lại là nó mình tìm những cái ung thư mà nó chưa có di căn hạch, tức là nó rất nhỏ. Đây là một cái ví dụ. Bệnh nhân đi khám ở bệnh viện tôi tầm soát thì đây là cái nhu ảnh năm 2018. Thì cái này mình thấy hai bên nó cân đối, không có thấy vấn đề gì lạ hết. Đến năm 20 bệnh nhân cũng đi làm tầm soát nhu ảnh lại, và cái này là cái nhóm C này các anh chị, tức là nó C và một phần chuyển qua B đó, nhưng mà đó cái mô tuyến nó không có đồng nhất và rất là khó đọc cái tổn thương ở đây này. Và cái này năm 2021 cũng nhìn như đây cũng không phát hiện gì lạ. Nhưng mà ở trong bệnh viện tôi thì cái quy trình là khi mà làm nhu ảnh thì bắt buộc cái người đọc nhu ảnh phải kiểm soát lại bằng siêu âm trước khi trả lời kết quả. Và như vậy thì khi kiểm soát lại bằng siêu âm thì các bạn thấy cái điều gì? Đây là cái núm vú, đây là cái ống tuyến nó giãn, và ống tuyến nó giãn nó kết thúc bằng một cái cấu trúc hồi âm, đó, một cái tổn thương không có đồng nhất, cái kích thước của nó là 5 mm. Và đây là hướng cắt radio, tức là theo trục từ cái hình đăng hoa từ núm vú ra 9 giờ. Và cái hình ảnh này mình không thấy được trên nhiều ảnh. Nhưng mà chưa hết các bạn, đây là tổn thương ở vị trí 9 đến 10 giờ. Rồi, đến 12 giờ, vị trí 12 giờ lại có một cái tổn thương cũng không được đẹp mắt lắm. Cái này khoảng chừng 3.5 mm. Rồi, và như vậy thì mặc dù nhu ảnh hoàn toàn âm tính, nhưng với hai cái tổn thương như thế này, bệnh nhân được sinh thiết cả hai, đúng không? Và đây là cái sinh thiết ở cái nốt ở 9 giờ 5 mm, và đây là cái nốt 3.5 mm ở vị trí 12 giờ. Cả hai đều cho ra DCIS hết, tức là ductal carcinoma in situ, tức là cái thể ung thư mà nó chưa có xâm lấn ra xung quanh, và điều trị sẽ cho kết quả tốt nhất. Rồi, cái mô vú đặc tự nó là một cái yếu tố làm gia tăng tần suất ung thư vú gấp 6 đến 8 lần. Nói như vậy thì một số các bạn nói là tại sao ở Việt Nam ung thư vú ngày xưa không gặp nhiều, là bởi vì ngày xưa người Việt không có đi tầm soát, chỉ có người phương Tây mới đi tầm soát thì người ta mới gặp nhiều ung thư vú.
Còn bữa nay người Việt bắt đầu đi tầm soát ung thư vú nhiều hơn, mà mình gặp ung thư vú ở người Việt cũng khá là nhiều, kể cả những người trẻ nếu người ta chịu khó đi tầm soát. Thì một cái nghiên cứu người ta thấy là cái nhu ảnh nó chỉ phát hiện 48% ở cái phụ nữ có mô vú ra. Trong khi đó nếu mà nhu ảnh kết hợp với siêu âm thì nó phát hiện đến 97% ở đối tượng này. Như vậy thì đây là một cái nghiên cứu cho thấy rõ ràng lợi ích của siêu âm. Và cái hình ảnh vừa rồi như các bạn thấy đó, là cái mô vú nó không quá đặc đâu, nhưng mà bạn không thấy khi cái tổn thương nó quá nhỏ, trong khi đó cái siêu âm nó phát hiện được. Tổng hợp từ 9 cái nghiên cứu, người ta thấy rằng là siêu âm kết hợp với nhu ảnh thì cái độ nhạy là 97 và giá trị chẩn đoán âm là 99. Đây là, và cái giá trị chẩn đoán âm nó rất là quan trọng trong cái tầm soát các bạn. Và như vậy thì lại một lần nữa chúng ta coi đây là một cái vú mà nó đặc và mình phải xếp loại D, tức là nó quá đặc và bệnh nhân hàng đầu vú phải. Mình nhìn cái nhu ảnh mình không thấy gì hết trơn. Thì đối với cái nhu ảnh như vậy thì mình không đọc là BI-RADS 1, các anh chị mình đọc là BI-RADS 0, tức là cần phải làm thêm cái phương pháp khác để chẩn đoán. Và như vậy thì với cái BI-RADS 0 thì trên cái siêu âm thì một cái tổn thương rất là rõ và mình phải xếp BI-RADS 5. Làm luôn cái siêu âm đàn hồi, và với cái bài RAD 5 này mình sinh thiết ra nó là một cái carcinoma ống tuyến xâm lấn. Như vậy thì các bạn thấy rằng là siêu âm nó rất là quan trọng, bạn đừng có coi thường. Vậy thì để làm cho nó tốt thì một trong những cái là mình phải lưu ý về kỹ thuật. Vì kỹ thuật nếu mà các bạn nên nhớ rằng là ngồi của cái máy siêu âm, nếu mà các bạn chỉ làm và lấy hình thì đó không phải là một bác sĩ siêu âm, mà bạn phải biết điều chỉnh máy thì lúc đó bạn mới làm tốt được. Khi đánh giá một cái tổn thương thì bạn phải đặt cái focus, tức là cái điểm rõ đó, cái điểm quan tâm ở ngay trung tâm của tổn thương, mà chỉ dùng một đến hai focus thôi. Mà thông thường đối với bản thân tôi, thông thường tôi dùng một focus thôi, bởi vì bạn càng dùng nhiều, càng nhiều focus thì cái tốc độ khung hình trên dây của máy bạn nó sẽ tụt xuống, nó sẽ rất là thấp, nó không còn real time nữa, các bạn lưu ý điều đó. Ví dụ như đây là một cái tổn thương ở vú đó, cái độ sâu khảo sát tôi để là đến 4.5 và tôi dùng đến bốn cái focus ở bên này đó, bốn cái focus đó. Thì với bốn cái focus như thế này đó thì các anh chị thấy rằng là cái tốc độ khung hình trên dây nó chỉ có 21 khung hình trên dây, nó dưới ngưỡng real time. Và cái thứ hai nữa là các bạn lưu ý là bạn nhìn cái tổn thương nó không có rõ bằng cái hình dưới đây. Với cái hình dưới đây thì các anh chị thấy rằng là tôi chỉ dùng một cái focus ngang với cái tổn thương, mà tôi giảm cái độ sâu khảo sát xuống vừa đủ bao trùm cái mô tuyến vú và cái cơ ngực thôi. Đây là cái màng phổi dưới đây nè. Và như vậy đây là điều chỉnh tốt về độ sâu, về focus. Và như vậy thì mình sẽ tăng lên được 75 của mình trên dây. Để làm gì? Thứ nhất là cái hình ảnh của mình nó trung thực hơn, cái độ phân giải nó tốt hơn, nó rõ hơn, nó chi tiết hơn. Và quan trọng nữa, khi bạn dùng thêm những cái mốt khác, ví dụ như Doppler, đàn hồi vô, thì cái tốc độ nó không bị giảm quá mức. Bởi vì mình có 75 của mình trên dây, bạn thêm vô thì nó sẽ giảm xuống vài chục thì nó vẫn còn real time cho các bạn xem. Đó. Thứ hai là về siêu âm Doppler thì mình sẽ, một cái lưu ý là Doppler, những cái tương máy máu ở trong u là những cái vi mạch. Khi mà bạn, nó là những cái mạch máu li ti, mà bạn đè, có một số bạn làm siêu âm có khuynh hướng đè cái đầu dò lên tổn thương. Bạn đè ép lên thì bạn không thể nào có tín hiệu màu được, bởi vì mạch máu nhỏ nó bị xẹp mất tiêu. Cho nên bạn phải để thiệt là nhẹ cái tay trên cái tổn thương. Cái thứ hai, bạn phải chỉnh cái tần số lặp lại xung từ 50 đến 1.000 Hz, hay là nếu bạn dựa vào thang đúc độ màu thì nó chỉ từ 1 đến 5 cm trên dây, thì đó là điều chỉnh tốt để mình xem. Về mốt thì cái Doppler năng lượng nó nhạy hơn Doppler màu, và sau này bây giờ mình có cái vi mạch nó nhạy hơn siêu âm Doppler đó. Thì đây là một cái ví dụ cho mình minh họa cái tổn thương này. Đây là một cái bướu ác tính điển hình, thế nhưng mà tôi làm Doppler nó không có cái tưới máu vào trong cái tổn thương. Lý do là tôi để cái thang tốc độ màu này 25 cm trên dây, hoặc là PRF đến 5.000 Hz rồi, đúng không? Vậy thì tôi nói là theo lý thuyết thì tôi sẽ giảm xuống đó chỉ còn 600 Hz, hay là 2 cm trên dây thôi, vẫn không thấy tưới máu.
Lý do là tay tôi đang đè lên trên cái cục u. Như vậy thì cái đầu giò đang đè chặt trên cục u. Như vậy thì nhả cái đầu giò cho nó nhẹ nhàng trên cái mặt da, tức là mình không có đè ép vào tổn thương. Như vậy thì để làm tốt cái tưới máu ở trong mô u thì các bạn lưu ý hai điều. Thứ nhất là không được đè lên cái mô u đó, không dùng đầu giò đè lên nó, bởi vì mạch máu nó nhỏ, bạn đè nó sẽ mất tiêu. Cái thứ hai, bạn phải giảm cái thang tốc độ màu từ 1 đến 5 cm trên giây hoặc PRF dưới 1.000 hertz. Đây là một cái tổn thương ác tính ở vú, và các anh chị thấy là nó tưới máu ở trong cái mô u. Đó. Và các bạn thấy rằng là đó, người ta điều chỉnh cũng là 3.5 cm trên giây, đúng không? Và bạn dùng cái đốp le năng lượng thì cái đốp le năng lượng này nó sẽ nhạy hơn cái đốp le mỏng. Rồi. Bây giờ ngoài ra thì bây giờ gần đây mình có thêm cái vi mạch nữa, thì các anh chị thấy rằng là đây là một cái u vú ác tính, và tôi cho bạn xem so sánh giữa cái đốp le màu. Cái này là tôi để 2.5 cm, đúng không? Và đây là đốp le siêu âm vi mạch, và nó có cái mốt này là gọi là high definity. Thì cái gì thấy là nó tưới máu ở trong cái mô u này tốt hơn hẳn. Và như vậy thì khi mà làm siêu âm thì cái tư thế bệnh nhân như thế nào? Rõ ràng là bệnh nhân phải nằm ngửa và hai tay phải đưa lên trên đầu và cái nách phải bộc lộ ra. Và như vậy thì đầu tiên các bạn đừng quên cái nách, nó là rất quan trọng. Bạn phải coi cái nách trước tiên, sau đó bạn đặt đầu giò giữa cái núm vú, bạn coi dưới núm vú nó có mịn ở dưới hay không. Sau đó bạn phải thực hiện các lát cắt. Và thông thường kinh nghiệm của tôi thì mình sẽ chia ra bốn vùng, đúng không? 1/4 trên ngoài, 1/4 trên trong, 1/4 dưới trong, 1/4 dưới ngoài. Mình coi từng vùng như vậy, và mỗi vùng như vậy sau khi mình kết thúc xong, nếu mà nó đều bình thường hết thì mình lấy một cái hình ghi lại. Và cái hướng cắt của mình là gì? Mình cắt theo cái hướng radio, tức là từ cái núm vú mình cắt ra theo hình đa hoa, và anti radio tức là vuông góc lại theo cái hình đa hoa đó. Rồi sau khi bạn bạn làm siêu âm rồi, bạn phát hiện ra một cái tổn thương, thì ví dụ như đây một cái tổn thương hai vị trí 2 giờ, đúng không? Vị trí 2 giờ thì bạn sẽ kết ghi là nó là 2, và cái khoảng cách từ cái tổn thương để đến núm vú là 3 cm thì là 2 giờ 3 cm. Và như vậy thì khi bạn ghi cái điều đó trong hồ sơ thì những cái đến lần sau, nếu mà không phải bạn làm mà người khác làm, thì người ta sẽ dễ dàng tìm được cái tổn thương mà bạn mô tả để người ta theo dõi tiếp. Rồi bây giờ mình đi vô cái phần phân tích hình ảnh siêu âm. Thì đây là cái phần rất là quan trọng trong cái ACR, và người ta đã phân tích khá chi tiết. Thì người ta rất là chia từng cái một. Đầu tiên là để làm theo cái ACR là mình phải phân tích cái hình dáng tổn thương. Hình dáng tổn thương thì là cái hình bầu dục, hoặc là hình tròn hoặc không đều. Tôi dùng màu để mình biết là cái nào nó lành, cái nào nó ác. Nếu mà nó không đều thì là nguy cơ ác tính cao. Và cái nghiên cứu năm theo theo cái tài liệu năm 2019 ấy, thì cái tần suất ác tính của nó là 71%. Nếu một cái tổn thương hình tròn, mà lúc nãy bác sĩ Sơn có một cái tổn thương hình tròn đó, tần suất ác tính của nó là 45%. Hình bầu dục không phải lúc nào cũng lành tính đâu, nó 17% ác tính, nhưng mà thông thường mình bầu dục là mình xem như nó lành tính. Đó. Và cái nói về cái hình tròn thì cái bướu ác tính của hình tròn thường gặp nhất là ung thư ống tuyến xâm lấn. Nó là dạng hiếm gặp của một loại ung thư rất thường gặp, bởi vì ung thư ống tuyến rất là thường gặp. Và một cái tài liệu khác nói rằng là hình dáng tròn là hình cầu giống quả banh, ít gặp nhưng tần suất ác tính cao. Đây là một cái ung thư. Như vậy là các bạn hết sức lưu ý nha. Hình oval thì mình có thể nghĩ nó là lành tính, nhưng hình tròn coi chừng. Đó, còn cái hình dáng không đều là mình phải nghĩ đến khả năng ác tính. Ác tính nó 71%. Rồi. Cái thứ nhất đó là hình dáng, cái thứ hai là chiều hướng. Chiều hướng thì mình phải coi phải coi về cái sinh lý bệnh của nó. Thông thường bướu sợi tuyến nó phát triển từ trong cái đơn vị ống tổn tiểu thùy, nó phát triển cho nên khuynh hướng nó bè ngang ra đó, và nó là parallel, tức là mình cắt đầu giò thì nó song song mặt da. Nhưng mà cái tỷ lệ song song mặt da nó vẫn có một cái xác suất ác tính là 20%. Còn cái ác tính đó là những cái
Tế bào tĩnh thường đó là nó phát triển từ đơn vị ống tập tiểu thùy, tức là cái ống mà trước khi vô cái chùm nang này nè, là nó phát triển ngay vị trí này. Và như vậy thì nó phát triển theo cái hình trục đứng. À, và như vậy thì khi mình đặt đầu dò lên thì mình thấy cái chiều cao của tổn thương nó ngắn lớn hơn chiều ngang, nó gọi là not parallel. Đó. Thì như vậy thì một cái tổn thương mà nó không có song song như vậy thì cái tần suất ác tính nó là 70%. Đó. Như vậy không song song là một dấu hiệu ác tính. Rồi cái đường bờ. Cái đường bờ thì người ta phân ra là cái đường bờ rõ 12% ác tính thôi. Cái đường bờ nó không có rõ, mình không, tức là đường bờ rõ tức là mình có thể lấy huyết chì mình viền quanh cái tổn thương. Còn đường bờ không rõ tức là mình rất là bối rối khi người ta biểu mình lấy cái huyết chì mình vẽ quanh cái tổn thương đó. Rồi. Còn cái đường bờ nó gập góc, tần số ác tính khoảng chừng 68%. Rồi. Cái microlobule tức là nếu mà đa cung, cái lưu ý ở đây người ta dùng cái từ là đa cung nhỏ. Nếu mà nó đa thùy mà đa thùy lớn thì là hay gặp trong bướu sợi tuyến thì nó lại là lành tính. Còn đây là nhỏ, nó là 50% ác tính. Và speculated tức là nó tủa gai thì 88% là ác tính. Thì như vậy thì nếu mà cái gì thấy là rõ thì mình nghĩ đến lành tính. Còn ngoài ra nó không rõ thì mình phải coi chừng nó là ác tính. Mờ nhòe, gập góc, đa cung nhỏ, tủa gai. Rồi. Về cái hồi âm. Hồi âm thì như thế nào? Thì nó là hồi âm che mất cái dòng trên của tôi rồi. Hồi âm nó có thể là hồi âm dày, hồi âm dày là lành tính, hồi âm kém là coi chừng ác tính. À, đây là đồng hồi âm hoặc là không đồng nhất. Và cái gì thấy là đây là một cái tổn thương nang phức tạp có thành phần đặc thì cái này là mình phải xếp loại BRAF 4 và coi chừng nó là ung thư. Thông thường đây là một cái papillary một cái papilla tức là nó là một cái bú nhú ở trong ống tuyến và bú nhú ở ống tuyến có thể lành hoặc là ác tính. Rồi. Đấy, đây là một cái đó, một cái tổn thương nó vừa đặc vừa nang thì cái này mình xếp vào BRAF 4. Về các tổn thương dạng nang thì tôi xin tổng kết lại cho các bạn. Nếu một cái nang đơn giản tức là nó tròn vo hoặc bầu dục mà nó đen thui không có vách ngăn không có thành phần đặc ở trong thì mình xếp vào BRAF 2 tức là chắc chắn nó là lành tính. Còn những cái nang mà nó biến chứng tức là ví dụ như cái thành nang nó hơi dày rồi nó có lợn cợn ở bên trong hoặc là nó có mức dịch dịch tức là cái nang nó xuất huyết hoặc là nó viêm nhiễm đó thì mình nói nó là BRAF 3 tức là mình sẽ theo dõi BRAF 3 là theo dõi mình không can thiệp gì hết. À, và mình lưu ý cái từ ngữ đây là người ta nói là nang biến chứng còn cái nang mà phức tạp thì nó là bất thường nên người ta dùng cái từ là complex cystic mass đó thì đó là những cái nang mà cái thành dày trên 0.5 mm và cái vách ngăn nó dày trên 0.5 mm hoặc là nó có nốt ở trong cái nang thì lúc đó người ta nói là nang phức tạp. Như vậy cái nhận lưu ý nha, nang đơn giản tức là BRAF 2, còn nang biến chứng tức là nó viêm nó nhiễm trùng nó xuất huyết đó là BRAF 3, còn nang phức tạp tức là nó có thành dày có vách ngăn dày có chồi ở trong thì nó là BRAF 4 hoặc BRAF 4 là bạn thì sinh thiết. Cá tính của BRAF 2 0%, BRAF 3 là 0.42 tức là cái này cũng rất là lành tính. Còn cái mà là nang phức tạp thì cái ác tính nó là 36%. Thì trong cái nghiên cứu của Akrin, đây là nghiên cứu rất là nổi tiếng của Mỹ thì người ta thấy cho cái chùm nang nhỏ, cái này mình rất là hay gặp khi làm siêu âm vào BRAF 3. Đó nhưng mà đây là cái nghiên cứu trước, còn đến năm 2020 thì cái tài liệu mới nhất thì cái chùm nang nhỏ như thế này được xếp vào BRAF 2, tức là người ta làm rất là nhiều và người ta thấy nó lành tính chứ nó không có ác tính. Cho nên cái chùm nang nhỏ bữa nay mình xếp vào BRAF 2. Rồi. Cái đặc tính phía sau của tổn thương. Đặc tính phía sau của tổn thương thì các anh chị thấy đây là một cái tổn thương ung thư nó tủa gai. Và như vậy thì với những cái gai như thế này thì cái trường tia siêu âm nó đục những cái tủa gai này nó dội lên. Và như vậy thì nó tạo nên một cái viền hồi âm dày quanh cái tổn thương. Đó, thì đây nó gọi là dấu hiệu halo mà lúc nãy bác sĩ Xuân có đề cập. Đó. Thì cái viền hồi âm dày này thứ nhất là nó cứng và thứ hai nó khá đặc hiệu của cái ung thư. Đào. Thì người ta thấy rằng là nếu mà và cái thứ hai nữa do nó bị cản tia nhiều nó giống như gặp cấu trúc vôi vậy đó cho nên phía sau nó tạo cái bóng lưng
Thì nếu mà cái móng lưng, một cái tổn thương vú mà có móng lưng thì cái khả năng ác tính của nó là 58%. Còn kết hợp với cái viền hội âm dày, cái viền hội âm dày thì cái tổn thương của nó, ung thư của nó khoảng chừng 74%. Nào, như vậy thì viền hội âm dày thường kết hợp với cái tạo cái móng lưng phía sau tổn thương ác tính. Và cái điều này nó quan trọng trong lâm sàng. Khi mình đo tổn thương thì phải bao gồm cả cái viền hội âm dày. Như vậy thì cái nai đất, tức là cái lõi của tổn thương đây, và nó tạo thành cái shadowing ở phía sau đó, và cái halo là cái viền hồi âm dày bao quanh đây. Thì khi mình đo tổn thương, mình không đo cái nai đất này, mà mình phải đo từ cái bờ ngoài của viền hồi âm dày đến bờ bên này của cái viền hồi âm dày, thì đó mới là đo đúng của tổn thương. Tôi nói ví dụ như đây, mình có một cái tổn thương ở vú, và các chị thấy cái viền hồi âm dày rất là lớn bên ngoài. Như vậy thì bạn đo cái tổn thương như thế này, hay là bạn đo tổn thương như thế này, thì bạn đo theo cái màu vàng là đúng, còn màu trắng là bạn đo không có đủ. Rồi, vôi hóa. Vôi hóa thì mình có thể thấy được vôi hóa, vi vôi hóa ở trong bướu. Cái này mình phải nghĩ đến ác tính. Vi vôi hóa là gì? Thì cho đến bây giờ mình vẫn cứ mặc định là như thế này. Vôi hóa thô là hồi âm dày có bóng lưng. Vi vôi hóa là hồi âm dày mà không có bóng lưng. Và vi vôi hóa mình có thể thấy được cái sọ ảnh lấp lánh khi mình dùng nó lên màu, nhưng cái này nó không có nhạy lắm. À, còn cái vôi hóa ngoài bướu thì thông thường là lành tính. Còn nếu mà đầu dò mình độ phân giải cao thì mình có thể vôi hóa ở trong ống tuyến, thì cái này nó rất là tinh tế, cũng không 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 mấy khi mà mình dùng nó để chẩn đoán được. Đó. Còn cái vi vôi hóa này thì mình gặp rất là nhiều. Đây là một cái tổn thương đó, cái bờ này mình không có rõ, các anh chị mình không có vẽ được cái bờ rõ bờ tổn thương đâu. À, và cái thứ hai là ở trong đó là những cái vi vôi hóa, tức là hồi âm dày và không có bóng lưng đó. Thì trên cái nhu ảnh thì đây cái gì thấy đó, và mình xin thiết ra nó là một cái carcinoma ống tuyến xâm lấn. Rồi, và những cái hình ảnh kết hợp, hình ảnh kết hợp là gì? Xoắn mạch hữu trước. À, cái thứ hai là thay đổi ống tuyến, và cái thứ ba là thay đổi da, tức là cái da nó dày trên 2 mm và nó co rút và nó lõm bề mặt da. Thì cái này khi mình khám lâm sàng thì mình có thể nhận biết được cái hình ảnh này. Thứ tư là phù nề. Thì các nhìn thấy đây là một cái tổn thương rõ ràng, đây là cái núm vú. Cái này tôi phóng đại lên để mình xem. Cái đường kính giãn này là cái ống tuyến này chỉ có 1.5 mm, và cái tổn thương này mình đo cái chiều rộng nhất, đo cái bề ngang của nó là chỉ có 5 mm thôi đó. Và đây là một cái tổn thương ác tính, cái gì thấy nó đi theo trục của ống tuyến và đến đây nó dừng lại. Thấy không? Thì đó là cái hình ảnh kết hợp. Rồi, về tưới máu thì đối với ACR bypass người ta chia ra là gì? Không có tưới máu, tưới máu trong tổn thương và tưới máu rìa tổn thương. Như vậy là mình cho đốt level mình không có thấy tưới máu, thì cái này kiểu hình lành tính, nó tưới máu và rìa tổn thương lành tính. Còn nó đi mạch máu nó đi xuyên vô trong tổn thương mà nó tưới máu, đây là kiểu hình ác tính. Lúc nãy trong cái phần mà đốt le tôi có cái hình minh họa cho các anh chị, nhưng các anh chị lưu ý không sử dụng hình ảnh tưới máu như là tiêu chuẩn duy nhất trong việc đọc kết quả. Bởi vì thứ nhất, bướu ác tính có thể không giàu tưới máu. Cái thứ hai, tổn thương lành tính có thể giàu tưới máu, ví dụ như một cái papillon hoặc là một cái viêm nhiễm nó giàu tưới máu. Thành ra là hai cái như vậy là cái Doppler nó chỉ là tiêu chuẩn phụ thôi, nó không phải là một tiêu chuẩn độc lập trong cái đánh giá bướu ác tính. Đây bạn thấy một cái tổn thương nó có hình dáng không có đều, cái nó có halo, tức là cái viền hồi âm dày quanh tổn thương, nó có tưới máu, đúng không? Tưới máu theo từ ác tính. Cái này là một cái carcinoma ống tuyến xâm lấn. Còn cái tổn thương này các chị thấy chiều cao lớn hơn chiều ngang, cái bờ tủ gai có viền hồi âm dày hồi âm kém, thấy không? Cái viền hồi âm dày bao quanh tổn thương hồi âm kém, đúng không? Và bạn làm đốt le tôi đúng đi lý thuyết luôn, nên làm 5 cm trên dày hoàn toàn không có tưới máu trong tổn thương. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là mình không sinh thiết, mình vẫn phải sinh thiết, bởi vì cái này chắc chắn nó là mình phải nghĩ đến ác tính, đúng không? Đó là một cái carcinoma ống tuyến xâm lấn. Cái carcinoma ống tuyến xâm lấn mình gặp rất là nhiều trong cái ung thư vú. Rồi, đề cập đến độ cứng, tức là cái bài bác sĩ Xuân trình bày vừa rồi. Bây giờ mình vắn tắt lại, nếu mà Supra 1 và 2 nó là lành tính,
cái 4 năm đó là ác tính, còn cái Sukuba tức là nó không có giá trị gì hết, cái này là nó nằm ở trung gian. Rồi tôi sẽ lý giải vì sao mà cái Elato trên bi nó bằng một hoặc trên một nó có giá trị, là bởi vì nếu như vậy thì đối với ACI thì người ta chia ra là một tổn thương mềm, trung gian và cứng. Cứng khi nào? Cứng khi mình đo cái đường kính elasto trên bi mốt nó bằng một, hoặc là elasto nó lớn hơn trên bi mốt, thì lúc đó mình cho là Sukuba 4 hoặc 5. Thì các bạn nên nhớ là một cái tổn thương ung thư nhiều khi nó có những cái vùng hoại tử bên trong, cho nên mình sẽ không dựa vào những cái nó mềm ở bên trong để nói nó là tổn thương mềm, mà mình phải có một cái nhìn tổng thể đó. Thì ông Risopa ông mới đề nghị là ông ví lý giải như thế này: nếu mà một tổn thương mà mình đo từ bề ngoài tổn thương trên trắng đen đến bề bên phải qua bên trái, và thường mình đo dual tức là mình đo trên cái hình trắng đen nó chạy ở trên cái hình đàn hồi, đây là siêu âm đàn hồi strand đó, nếu nó bằng nhau thì đó là elato trên bi mốt bằng một, tức là nó Sukuba 3 4. Còn nếu mà cái đàn hồi này nó lớn hơn bi mốt nó là Sukuba 5. Tại sao nó lớn hơn? Là bởi vì cái mô u nó xâm lấn là xung quanh, thì trên trắng đen nó là có cái halo, còn trên cái đàn hồi thì đó là cái vùng nó cứng đó, cho nên nó sẽ lớn hơn, và như vậy thì nó rất là có giá trị trong cái ung thư đó. Như vậy thì đó, cái đường trắng này là mình đo trên bi mốt, còn trên cái elato thì nó lan ra đến cái đường vàng luôn, tức là nó tương đương với cái halo xung quanh cái tổn thương đó. Và người ta đã làm những cái mô học để xem, đây là cái hình siêu âm bi mốt, thì cả nhìn thấy là cái lõi, cái nai đất nó đen, cái halo xung quanh, và đây là trên cái siêu âm đàn hồi định tính, tức là và đây là trên cái mô học nó tương đương với nhau đó, điều đó chứng tỏ là cái đàn hồi nó có cái giá trị nhất định. Và đừng có quên là bây giờ máy nó thông minh, nó có thể vẽ được cái tổn thương và nó đo được cái cell, tức là cái halo xung quanh nó cứng hơn cái phía trong này như thế nào. Cái này cái phần bác sĩ Xuân đã nói rồi à. Và đây là cái bản quan trọng nhất để mình lưu ý. Như vậy tóm lại là mình quan tâm đến cái BI-RADS 4 và 5. Thì cái tiêu chuẩn cho BI-RADS 4 á, thì nếu mà mình làm định tính á, thì mình lấy cái tỷ lệ elato trên bi mốt nó bằng 1 hoặc là nó lớn hơn 1. Nếu bằng 1 mình xếp vào BI-RADS 4. Cái strand ratio từ 2.8 đến 4.5. Còn cái định lượng á, là 60 đến 80 kPa. Đó. À, các bạn đừng có đọc quá nhiều tài liệu rồi tẩu hỏa nhập ma, bởi vì mỗi tài liệu nó cho ra một cái cách đó khác nhau. Thì cái tài liệu của Wolfram mà đứng đầu là ông Risopa đó, là ông dùng cái bản này là tôi nghĩ tương đối chuẩn, tức là mình cứ theo cái bản này thôi. Và đó năm á, thì cái elato trên bi mốt nó lớn hơn một, và strand ratio là cái giữa cái tổn thương và cái mô mỡ đó nó trên 4.5, đây là định tính. Và cái định lượng á, là mình lấy tiêu chuẩn là trên 80 kPa. Đây là một cái tổn thương rõ ràng trên cái hình ảnh bi mốt là mình thấy nó là ác tính đó các bạn. Cái strand ratio này thì mình thấy nó là 7.7, tức là strand ratio trên 4.5 là mình xếp vào bài rất năm rồi. Đúng không? Rồi. Cái này mình xin thiết ra nó là một carcinoma ống tuyến xâm lấn. Và cái đàn hồi nó cũng có những cái hay mà nhiều khi mình cũng không ngờ. Đây là cái hình ảnh mà tôi làm cách đây chắc cũng phải 7-8 năm, khi mà tôi mới cái máy của tôi nó mới có cái siêu âm đàn hồi định tính. Thì cái trường hợp này là một cái đồng nghiệp làm và chẩn đoán đây là một cái nốt mà cái bờ nó gập góc, có vi vôi hóa bên trong tổn thương và đề nghị sinh thiết. Thì trước khi sinh thiết thì tôi làm siêu âm đàn hồi, siêu âm thì tôi thấy đúng là cái hình ảnh này cần rất là khả nghi. Làm cái Doppler thì không thấy tưới máu trong tổn thương, nhưng mà rõ ràng đây nó là phụ thôi, không có quyết định được. Bệnh nhân được chụp nhiều ảnh thì không thấy vi vôi hóa. Như vậy thì cái vi vôi hóa mình nhận định ở trên siêu âm này có thể sai, bởi vì tiêu chuẩn vàng của vi vôi hóa là nhuộm ảnh chứ không phải siêu âm. Thế thì tôi làm tiếp theo một bước là tôi làm cái siêu âm đàn hồi,
Tôi làm siêu âm đàn hồi thì tôi thấy cái sọ ảnh bia, tức là trên là blue, dưới green và dưới red. Như vậy thì rõ ràng đây là một cái nang biến chứng. Thế nhưng mà lần đầu tiên tôi, những cái ca mà đầu tiên tôi làm đàn hồi, cho nên tôi vẫn quyết định sinh thiết. Tôi quyết định sinh thiết thì người ta trả lời đó là một cái nang nó bị vỡ. Đó, như vậy thì rõ ràng là, và mình hồi cứu lại thì mình nói rằng là với cái hình ảnh bi mốt như này cũng không ai mà dám nói là một cái nang hết. Vậy ha, thì nếu mà mình có thêm những cái công cụ khác thì mình sẽ nói tốt hơn. Rồi, bây giờ tôi sẽ đề cập đến cái phân loại Asia Bayrap về siêu âm. Thì cái bảng này mình dùng chung cho cả nhụy ảnh, siêu âm, cộng hưởng từ. À, người ta phân loại như thế nào của Asia? Thứ nhất là Bayrap không, là một cái khảo sát không hoàn hảo. Như vậy thì lúc nãy tôi có những cái hình mà bệnh nhân chụp cái vú mà nó nhụy nhiều ảnh mà nó đặc biệt luôn, mình không đọc được á, mình phải làm siêu âm, thì cái đó mình xếp vào Bayrap không, cần được gọi lại để làm phương pháp khác để chẩn đoán. Rồi, cái Bayrap một là mình coi rất là tốt trên nhụy ảnh hoặc là trên siêu âm hoặc là cộng hưởng từ và không thấy tổn thương. Đó, thì cái nguy cơ ác tính là 0%. Còn cái Bayrap 2 là một cái tổn thương lành tính. Đó, thì cái đó là nguy cơ ác tính cũng 0%. Và nếu mà một cái tổn thương mình cho là Bayrap 3 thì bệnh nhân đó phải được khảo sát hình ảnh lặp lại vào các thời điểm 6 tháng, 12 tháng và 24 tháng. Thông thường nhất là mình gặp những cái bướu sợi tuyến. Những cái bướu sợi tuyến thì mình nói là mình xếp vào Bayrap 3 và nói là khả năng lành tính, và mình sẽ hẹn người ta 6 tháng sau. 6 tháng sau mình thấy nó không thay đổi gì, mình hẹn 12 tháng sau, tức là thêm 6 tháng nữa, đó là 1 năm. Sau 1 năm mình thấy nó không thay đổi gì thì lúc đó mình hẹn thưa ra là 1 năm nữa quay lại. Thì lúc đó nếu mình vẫn không thay đổi gì thì lúc đó mình nói đây là bướu sợi tuyến, và sau cái lần khảo sát lần thứ ba này mình thấy nó không thay đổi thì lúc đó nó không phải là Bayrap 3 nữa mà nó giảm xuống Bayrap 2. Lưu ý điều đó. Rồi, còn nếu mà một tổn thương mình gặp lần đầu mà mình thấy nó nghi ngờ ác tính, đó thì người nghi ngờ ác tính thì người ta chia ra là 4A, 4B, 4C, tức là nói chung 4 là đã nghi ngờ. Và như vậy thì theo Asia là vú là phải sinh thiết để chẩn đoán giải phẫu bệnh. Cái gì nên nhớ, sinh thiết chứ không phải ép bên đây. Sinh thiết tức là mình gọi là core biopsy, mà là dùng cái kim mình bấm vô để nó lấy cái mẫu mô ra để xét nghiệm, nó gọi là sinh thiết. Còn FNA tức là mình dùng cái kim nhỏ mình chọc hút để mình lấy cái dịch lên để xét nghiệm tế bào, thì đó gọi là fine needle aspiration, tức là chọc hút. Thì đối với cái ở đây tôi phải nói ra ngoài lệ một chút, thì đối với tuyến giáp thì mình hay làm cái FNA nhiều, còn đối với tuyến vú thì ngay trong bệnh viện tôi thì tuyến vú là sinh thiết, u tuyến vú là sinh thiết chứ không có FNA. À, và cái này theo đúng cái tiêu chuẩn của Asia, tức là sinh thiết. Rồi, nếu mà mình xếp vào Bayrap 5, tức là rất nghi ngờ ác tính, thì cái này sinh thiết để chẩn đoán. Tóm lại cái bảng này là gì? Nếu không là không kết luận được: một là bình thường, hai là lành tính, thông thường những cái nang vú là nó nằm Bayrap 2, ba là khả năng lành tính, thông thường đây là những cái bướu sợi tuyến rồi, hoặc là những cái nang nó biến chứng. Rồi 4 tức là mình thấy nó có hình ảnh nghi ngờ ác tính, và 5 tức là nó có nhiều cái hình ảnh nghi ngờ ác tính. Đó, thì lúc đó mình hai cái loại từ 4 đến 5 là phải sinh thiết. Còn 6 tức là người ta đến với mình đã có kết quả giải phẫu bệnh là ác tính rồi, vấn đề là mình coi lại để đánh giá và có cái hướng xử lý, thì lúc đó là mình sẽ vào Bayrap 6. Rồi. À, và như vậy thì tôi nhắc lại một lần nữa cái vấn đề Bayrap 3 thông thường nhất mình rất là hay gặp. Cái Bayrap 3 mình rất hay gặp đó là những bướu sợi tuyến, tức là mình nói khả năng lành tính thì thông thường đó là nốt ruồi âm kém, hình bầu dục hướng song song hoặc là những cái nang biến chứng. Thì đối với cái Bayrap 3 mình phải siêu âm lại thời điểm 6 tháng, 12 tháng và 24 tháng. Nếu nó ổn định, nó không thay đổi về kích thước, hình dáng, đường bờ, hồi âm thì sau 24 tháng từ Bayrap 3 mình chuyển thành Bayrap 2, tức là chắc chắn lành tính. Rồi, nếu trong vòng thời gian khảo sát đó nó thay đổi, nó tăng trên 20% đường kính sau 6 tháng, hay mình đo đường kính lớn nhất tăng 20% sau 6 tháng,
hoặc là thay đổi về đặc tính, về hình dáng, về đường bờ hoặc hồi âm, thì từ virus 3 mình phải nâng lên virus 4, và virus 4 có nghĩa là phải sinh thiết. Rồi. Nhìn thì thấy thì nó rất là khoa học, rất là clear như vậy, nhưng mà các anh chị nên nhớ, tôi phải nhắc lại các anh bà cho đến thời điểm hiện tại, bởi vì mình đang dùng cái 2013, cho đến thời điểm hiện tại mới chỉ có thuật ngữ về virus thôi, chưa có tiêu chuẩn chi tiết để phân loại ACR siêu âm virus. Cái gì nên nhớ, ở trong khoa học nó có những cái gọi là đi trước về sau, ví dụ như tuyến giáp. Cái tuyến giáp là nó bắt chước cái mô đồ của tuyến vú, và như vậy thì người ta đưa ra cái thuật ngữ mô tả về cái thai ráp sau cái vú. Thế nhưng mà cho đến bây giờ đã có ACR thai ráp rồi, có tiêu chuẩn rõ ràng để chẩn đoán rồi, trong khi đó cái vú là về siêu âm chưa có tiêu chuẩn. Vậy thì làm thế nào? Thì là mình dựa vào những cái tài liệu có hiện tại. Thì đây là một cái tài liệu, đây cái nguồn tài liệu đây, và người ta đưa ra những cái dấu hiệu. Như vậy thì theo cái tác giả này, cái dấu hiệu chính là gì? Cái hình dáng không đều, cái đường bờ tổ gai và vi vôi hóa. Rồi, ba cái dấu hiệu. Và một cái tài liệu khác, người ta thấy rằng là cái hình dáng không đều thì cái giá trị tiên đoán dương là 62%, cái đường bờ tổ gai giá trị tiên đoán dương là 86%, và cái không song song, cái hướng không song song, cái giá trị dương tiên đoán dương là 69%. Như vậy thì hai cái người này cho ra hai cái nó hơi khác nhau. Như vậy thì tôi tổng kết lại, tôi sẽ có bốn cái dấu hiệu để lưu ý. Như vậy thứ nhất là không song song, thứ hai hình dáng không đều, thứ ba là cái đường bờ nó tổ gai, và thứ tư là vi vôi hóa. Là đó là bốn cái dấu hiệu chính để giúp mình phân loại. Rồi, cái tác giả này người ta mới chia ra cái này là tác giả Kim. Một là bình thường, virus 2 là lành tính, virus 3 là khả năng lành tính, virus 4 là nghi ngờ, và chỉ cần một hoặc là hơn là mình nghĩ đến, là chỉ cần có một dấu hiệu thôi. Còn nếu mà từ hai cái dấu hiệu thì mình nghĩ đến là virus 5. Đó. Đấy, nhưng mà tôi thấy rằng là nó vẫn chưa có clear lắm, thì tôi mới cải biên. Thì đây là các bạn nhớ là cái phần này là tôi phải cải biên để tôi sử dụng. Và như vậy thì cho đến bây giờ thì tôi dựa vào cái gì? Cái thứ nhất là hình dáng. Hình dáng không đều nó là tiêu chuẩn chính để mà chẩn đoán. Thứ hai là cái bờ tổ gai tôi in đậm đây để mình lưu ý. Cái hướng không song song, cái vi vôi hóa, đây là bốn cái tiêu chuẩn chính. Cái tà bốn lưng phía sau chỉ là một cái tiêu chuẩn mà nó không phải tiêu chuẩn chính. Cái nốt trong ống tuyến không phải là tiêu chuẩn chính, nang phức tạp có thành phần đặc cũng không phải là tiêu chuẩn chính, tưới máu trong tổn thương, cái này mình dựa vào siêu âm Doppler và siêu âm vi mạch, và độ cứng ở trên đàn hồi, cái này mình dựa vào siêu âm đàn hồi hoặc định tính hoặc định lực hoặc cả hai. Thì ở đây nó có hai cái sao, cái sao này nói lên cái điều gì? Hai cái sao này nói lên rằng là hai cái này không được sử dụng độc lập mà nó phải là phụ thuộc vào những cái khác. Như vậy thì những cái dấu hiệu chính là trên trắng đèn chứ không phải là Doppler và đàn hồi. Cái thứ nhất là virus không, tức là mình không có dùng siêu âm, mình không có khảo sát rõ. Thì có nhiều bạn nói rằng là siêu âm vú lúc nào cũng thấy, tại sao thì nói kỳ siêu virus không. Tôi sẽ cho các bạn coi cái virus không trên siêu âm. Cái virus 1 là bình thường, tức là không có tổn thương. Virus 2 là lành tính. Lành tính đó là những cái nốt hồi âm dày hình bầu dục hướng song song, nang đơn giản và chùm nang nhỏ. Virus 3 là khả năng lành tính, thông thường là những cái bướu sợi tuyến, tức là nốt hồi âm kém hình bầu dục hướng song song và những cái nang biến chứng. Tuy nhiên ở đây nó có một cái mở ngoặc. Nếu cái khối hồi âm đó nó là một cái bướu sợi tuyến mà nó có kích thước trên 3 cm, lớn hơn hoặc 3 cm, và nếu mà nó phát triển nhanh nữa, khả năng nó là bướu dịch thể, tức là pilot tumor. Mà bướu dịch thể là bạn phải xếp vào virus 4 và bạn phải sinh thiết. Tóm lại, nếu bạn thấy nó như bướu sợi tuyến mà cái đường kính lớn mà trên 3 là bạn phải sinh thiết. Rồi virus 4 là nếu mình có một cái dấu hiệu nghi ngờ ác tính. Mày những mấy mấy cái dấu hiệu chính nghi ngờ ác tính nha. Là mình phải nghĩ đó. Hoặc là bướu nhú trong ống tuyến. Bướu nhú trong ống tuyến và xếp vào virus 4. Virus 5 là có
lớn hơn bằng hai dấu hiệu chính nghi ngờ ác tính, hoặc là một dấu hiệu chính nghi ngờ ác tính cộng với hạch nách bệnh lý cùng bên. Cái hạch nách rất là quan trọng anh chị. Nếu mà mình thấy một tổn thương ở vú mà nghi ngờ ác tính mà có hạch nách bệnh lý cùng bên nữa thì bạn phải lưu ý, bạn phải xếp vào bài rác 5 và phải xin tiếp. Bài rác 6 là đã có bằng chứng giải phẫu bệnh là ác tính. Rồi cái gì lưu ý? Hai cái dấu hiệu nhắc lại nha, bốn cái dấu hiệu chính là gì? Hình dáng không đều, bờ tụ gai, hướng không song song và bi môi hóa. Những cái dấu hiệu kế tiếp là nó không phải là dấu hiệu chính, và hai cái dấu hiệu yếu nhất là tưới máu trong tổn thương và độ cứng trên siêu âm đàn hồi, thì đây là những dấu hiệu kết hợp không được sử dụng như là dấu hiệu độc lập. Đó. Và cái vai trò của siêu âm đàn hồi là gì? Vai trò của siêu âm đàn hồi khi bạn gặp một cái tổn thương bay rác 4 hoặc là 3. Các chị nên nhớ ở đây nè. Bản thân tôi làm vú rất là nhiều nhưng mà tôi không dám chia ra trên siêu âm là 4A, 4B, 4C, tôi chỉ dám nói là 4 thôi hoặc là 5 thôi. Không. Và nếu mà một tổn thương bay rác 4 thì nếu mình làm đàn hồi, nếu mà nó âm tính thì tôi giảm xuống 3. Còn nếu mà một cái tổn thương bay rác 3 mà làm đàn hồi thì dương tính thì tôi nâng lên 4, và như vậy tôi sẽ sinh thiết. Đó, cái vai trò của siêu âm đàn hồi là như vậy. Rồi bây giờ tôi đề cập đến cái vai rác đầu tiên là vai rác không. Các anh chị thấy có thấy gì cái mô tuyến này không? Cái đây là vú phải, đây là vú trái. Rõ ràng là các anh chị thấy nó có cái nang đây. Và đây cũng có cái nang, bên phải bên trái đều có nang. Và dưới nó là cái hình ảnh mờ mịt. Cái hình ảnh này nó gọi là, ở bên Tây nó gọi là hình ảnh bão tuyết, còn Việt Nam nó là đi xe mà trời mưa mà nó bị hư cái quạt nước này. Bạn có thấy gì phía trước không? Đó, bạn thấy lờ mờ cái mô vú này. Như vậy thì bạn không thể khảo sát được cái mô tuyến vú này nó có ung thư hay không. Đó, là cái này mình gặp rất là nhiều người Việt Nam. Tức là người ta chích silicone vào trong cái trực tiếp của mô tuyến vú. Và như vậy thì nó cho ra cái này mọi tiếp bạn không thể nào coi được trên cái. Như vậy, cái này trên siêu âm mình xếp vào vai rác không. Và như vậy thì bệnh nhân phải được chụp nhu ảnh. Đó, thì đây là những cái nang, những cái siliconôm nó nằm khắp ở hai vú. Mà tôi cũng rất là lạ, cái vú này không hề nhỏ nhưng mà vẫn cứ xếp chết thêm. Rồi bây giờ tôi đề cập cái bài rát một thì mình không nó không cho hình ảnh, bởi vì mình thấy nó bình thường hết thì mình không có hình ảnh đây. Bây giờ bài rát hai là những tổn thương lành tính. Tổn thương lành tính mình gặp một cái nang đen thui hình bầu dục, hoặc là một cái cấu trúc hình bầu dục mà hồi âm dày, cái này mình xếp vào bài rát hai, tức là chắc chắn là lành tính. Đó, mình thấy một cái cấu trúc hình bầu dục đồng hồi âm như này, bài rát hai. Và cái này mình không cần làm gì nữa hết, mình xếp vào bài rát hai. Rồi bây giờ bài rát ba là khả năng lành tính, đó là những cái bướu sợi tuyến. Như vậy thì đây là một cái tổn thương cụ thể. Cái này tôi lấy từ hệ thống mắt xuống. Bệnh nhân khám tháng 7 năm 20, mình thấy nó là hồi âm kém hình bầu dục, mình đo 3 chiều. Thì như vậy đường kính lớn nhất của nó khoảng chừng 15. Rồi cái bệnh nhân này đến tháng 3 năm 2011 người ta lại đi tái khám. Thì cái đường kính lớn nhất cũng khoảng 13, 15 thôi. Nó cũng không thay đổi gì. Rồi đến tháng 10 năm 2021 bệnh nhân lại đi tái khám nữa, thì mình đo đường kính của nó cũng đến 14, 13, 14 thôi. Thì như vậy thì cái kích thước nó khoảng chừng 13 đến 15 trong ba cái khảo sát. Nhưng mà cái này chưa được 2 năm cho nên mình vẫn xếp vào BRAT 3. Đó. Như vậy thì nhắc lại, nếu bạn gặp bướu sợi tuyến kích thước dưới 3 cm thì bạn phải đo đạc cho cẩn thận 3 chiều và bạn lưu cái số liệu lại để theo dõi vào 3 lần kế tiếp. Dạ. Nếu mà bạn gặp hình bầu dục mà kích thước trên 3 cm và đặc biệt nếu phát triển nhanh, để mình có một cái khối ở vị trí 2 giờ 36 3.6 cm, và đây là chiều này mình đo đến 4 cm. Đó. Nó hình bầu dục. Đấy giờ. Và như vậy thì bạn phải nghĩ đây là Phyllod tumor. Thì Phyllod tức là bướu dục thể, nó phần lớn khoảng chừng 60% là lành tính, còn 12% là giáp biên, tức là nửa lành nửa ác, và ác tính là 30%. Như vậy bạn phải sinh thiết những khối u này. Trường hợp này sinh thiết ra nó là một cái benign Phyllod tumor, tức là người ta chia ra bướu dịp thể mà là lành tính các bạn. Rồi đây là một trường hợp, cái gì thấy bờ rất là rõ đúng không, nhưng mà cái này tổn thương này khá lớn.
đúng không? Có tươi máu thì cái tươi máu này mình làm cho vui thôi, nó là tiêu chuẩn phụ, không, kích thước nó lớn. Và như vậy thì mình xin tiết ra nó là một cái bọt đề lại pilotimer, tức là một cái bướu dịch thể thể giáp biên. Sao? Thành ra là nếu mà tổn thương mà bạn thấy nó có vẻ như bướu sợi tuyến mà trên 3 cm là phải xin tiếp. Rồi, tôi đề cập đến cái bài rát 4. Là nó chỉ cần có cái dấu hiệu chính nghi ngờ tính là một dấu hiệu thôi là bạn phải xếp vào bài rát 4. Đây là một cái bộ tổn thương. Rõ ràng là đó bạn nói là như thì có lộn không? Bởi vì đây là tổn thương bài rát 3, bởi vì hình bầu dục giới hạn rõ, hồi âm kém, không có tưới máu trong tổn thương. Đồng ý không? Thế nhưng mà bạn làm đàn hồi thì có vẻ nó cứng, là bởi vì cái màu xanh sẫm này nó tức là đo elasto trên 11 nó bằng 1 đây. Đó, mình nâng nó lên barat 4. Mình xin thiết lên ra thì nó là một cái fibroadenoma. Cái vấn đề là bạn sẽ bạn được cái hệ thống phân loại của mình giúp mình có hướng xử lý dứt khoát, chứ không phải là bạn nói BRAF4 là nó sẽ ra ung thư, bởi vì cái tỷ lệ BRAF4 ung thư nó không có cao. Nhưng bạn nói BRAF4 là bạn phải xin thiết để chẩn đoán tế bào học. Rồi. Đây là một cái tổn thương. Chắc chắn các bạn sẽ nói đây là cái bướu sợi tuyến. Tôi đồng ý với bạn. Cái này tôi chẩn đoán nó là cái bướu sợi tuyến. Nó có tưới máu trong tổn thương và cái này nó không phải là quan trọng. Đồng ý. Và mình làm đàn hồi nó mềm. Làm đàn hồi nó mềm. Bây giờ cái này là Sukuba 2 đây, nó mềm. Như vậy thì cái này mình vẫn nói nó là bài rát 3 và mình theo dõi. Nhưng mà bệnh nhân này lại lo lắng. Bệnh nhân này lo lắng cho nên rằng là cái ngày mình làm là 19 tháng 10 năm 17. Thì 23 tháng 11 năm 17 bệnh nhân lại đi tái khám. Và các bạn thấy rằng là sau khi em đi tỉnh về thì hương đồng gió nội nó bay đi hết rồi. Cái thấy là nó thay đổi về cái hình dáng kích thước. Cái hình dáng nó thay đổi hoàn toàn. Và như vậy thì từ bài rát 3 tôi nâng lên bài rát 4 ngay lập tức, không cần phải theo dõi 2 năm. Đúng không? Bạn có đồng ý không? Xin thiết ra là một cái mucinous carcinoma. Rồi. Cái ung thư dạ dày là một cái bướu mềm và siêu âm đàn hồi nó âm tính. À, cái gì lưu ý nha. Trong bài tôi sẽ đề cập đến những cái bệnh lý cụ thể. Tức là không phải cái ung thư nào nó cũng cứng hết đâu. Và trong đó cái ung thư dạng này là một cái bướu mềm và siêu âm đàn hồi nó âm tính. Rồi. Một cái nốt rất là nhỏ ở tuyến vú, nhưng nó là có bờ đa cung nhỏ. Nếu mà có một dấu hiệu như vậy thì mình chỉ nói là BRAF4 thôi. Rồi, đồng ý. BRAF4 mình xin thiết ra nó là một cái fibroadenoma. Đó. Rồi. Trường hợp này một cái tổn thương mà mình không thể vẽ được cái bờ của tổn thương, mình xếp vào bài rát 4. Đó, mình xếp vào bài rát 4. Vậy thì mình làm cái gì? Mình chụp nhiều ảnh thì mình thấy nó là một cái tổn thương xoắn vặt. Đó, và coi lại cái hình siêu âm thì không có rõ cái tổn thương đâu ấy. Nhưng trên nhiều ảnh kết hợp với nhiều ảnh, cái hình xoắn vặt. Như vậy thì cũng chưa yên tâm, mình làm thêm một cái cộng hưởng từ nữa. Thì cái gì thấy nó quá ao như thế này thì mình sẽ vào bài đáp 5. Mình xin thiết ra nó là một cái carcinoma ung tuyến sầm lấn. Điều đó có nghĩa là gì? Một cái tổn thương mình đôi khi mình có thể kết hợp cả hình ảnh siêu âm, nhiều ảnh và cộng hưởng từ để chẩn đoán cho bệnh nhân. Rồi, bây giờ mình đề cập đến cái bướu nhú trong ung tuyến. Bướu nhú trong ung tuyến là cái bướu lành tính, nhưng mà nó có thể chuyển dạng ung thư, tức là intraductal papillocarcinoma. Do vậy tất cả các bướu nhú trong ung tuyến cần phải được sinh thiết để chẩn đoán tế bào học. Rồi. Như vậy thì nó là một cái dạng nang phức tạp có thành phần đặc. Nó là hình ảnh thường thấy của một cái bướu nhú trong ung tuyến. Rồi. Và như vậy thì bướu nhú trong ung tuyến nó rất là giàu tươi máu và thường là nó mềm các anh chị. Bướu nhú trong ung tuyến nó mềm, mình làm đàn hồi nó mềm. Hả? Rồi. Và đừng thấy nó mềm mà không sinh thiết. Đúng không? Mình xếp vào bài rát 4 và phải sinh thiết. Sinh thiết ra thì nó có ác tính là bởi vì nó có DCIS ở trong cái ở top, ở trên chỏm của cái intraductal papillary carcinoma. Thấy chưa? Như vậy là bướu nhú trong ung tuyến có thể lành, có thể ác. Đó. Và bướu nhú mình xếp vào bài rát 4 và phải sinh thiết. Là bướu nhú trong ung tuyến là bướu mềm và siêu âm đàn hồi
nó sẽ âm tính. Đây một cái bước nhú khác, các anh chị thấy nó là vừa đặc vừa nang, nó dầu tới máu và nó mềm trên đàn hồi, đúng không? Bạn xếp vào vai rát 4 và nó là một cái phản ứng lành tính, khả năng nó là một cái papillo, intraductal papilloma. Dạ. Đây là một cái tổn thương cũng tương tự như vậy, thấy không? Một cái ống tuyến nó giãn rộng và nó có cái thành phần đặc ở bên trong sinh thiết ra, và người ta chỉ nói đó là một cái bướu nhú thôi, và người ta yêu cầu là phải làm hóa mô miễn dịch để chẩn đoán giữa một cái DCIS của papillary, tức là một cái đi đi ung thư, và một cái papillon đơn thuần. Và nên nhớ các bạn là nếu bạn làm FNA thì bạn không làm được cái hóa mô miễn dịch này. Còn nếu mà bạn làm sinh thiết thì bạn chỉ gửi cái yêu cầu, bây giờ tôi trả thêm tiền, anh làm cho thêm tôi cái hóa mô miễn dịch, thì người ta sẽ lấy cái mẫu đó ra, người ta làm thêm cái hóa mô miễn dịch. Thì người ta kết luận là sau khi người ta làm hóa mô miễn dịch, người ta trả lời kết quả là một cái lành tính, intraductal papillon. Đó. Rồi, bây giờ tôi đề cập đến cái bài đáp 5, tức là lớn hơn hoặc bằng hai cái dấu hiệu chính nghi ngờ ác tính, hoặc là một dấu hiệu chính cộng với cái hạch nách bệnh lý cùng bên. Đó. Rõ ràng đây là một cái tổn thương ác tính điển hình. Bạn thấy là cái chiều cao lớn hơn chiều ngang, cái bờ nó tụ gai, cái viền hồi âm dày quanh tổn thương hồi âm kém. Đúng không? Rồi, đầy đủ các tiêu chuẩn. À, cái hình dáng nó không đều nữa. Rồi. Bạn sinh thiết ra nó là một cái carcinoma ống tuyến xâm lấn. Và nhờ có mẫu sinh thiết á, thì người ta phân tích ra nhiều cái khác nữa để mà cái những cái IA, TGA và cái hợp này giúp cho mình có gọi là điều trị đa mô thức trong cái ung thư vú. Đó. Thế thì đó. Và đây là cái hình ảnh rõ ràng là cái nhuộm ảnh nó cũng rất là quan trọng. Các chị thấy cái tổn thương sóng vặn ở trên cái nhuộm ảnh. À, cái tổn thương này mình xếp vào BRAF 5. Và trên cái siêu âm mình thấy đó cái tổn thương mà nó tạo thành cái bóng lưng như thế này, cái gì hay nó tạo thành cái viền hồi âm dày, nó co rút cái nấm vú xuống, đúng không? Đó, cái tổn thương mà cái nhuộm ảnh đó, và đây là trên cái hình ảnh siêu âm của mình, thấy không? Nó có tươi máu ở trong tổn thương, đó, và nó rất là cứng ở trên cái đàn hồi, đúng không? Và như vậy thì mình cái đó là một trường hợp ác tính. Rồi. Đây là một cái tổn thương mà trên siêu âm và người ta quyết định làm sinh thiết luôn, có một cái tổn thương hình dáng không có đều, à, và đừng quên bệnh nhân này có một cái hạch nách bệnh lý cùng bên ở bên phải luôn, và cái sinh thiết cái hạch nách này ra nó cũng là di căn từ cái ung thư vú này, cho nên cái hạch nách tôi nhắc lại rất quan trọng và bạn đừng quên nó khi bạn làm siêu âm. Và cái thể ung thư cuối cùng mà đề cập đến là cái ung thư thể viêm, thì đặc trưng á, là mình nhìn thấy cái da của vú á, là nó hình vỏ cam, tức là những cái lỗ chân lông nó bị co rút, cái nấm vú nó có thể bị tuột vô, đúng không? Nhưng mà cái nhìn như nhớ cái nấm vú tuột là cái được hỏi nha, bởi vì có những người á là có nấm vú lúc nó tuột ra rồi lúc lúc nó lồi ra lúc nó tuột vô, cho nên nó là bạn phải hỏi là bình thường cái nấm vú nó có như thế này không. À, thì có những người nói rằng là trước đây nó muốn nó lồi ra thì mới gần đây nó mới tụt vô, thì lúc đó nó mới có giá trị anh chị ha. À, nó kết hợp như vậy là cái gì thấy cái da này nó phù nề không, cái này để coi cái da nó phù nề rất là dữ và cái tổn thương nó nằm chìm phía dưới nè, thì lúc đó bạn phải điều chỉnh cái đầu dò, cái gì thấy cái nấm vú nó bị tụt vô đó và cái tổn thương nó dưới đây, và đến cái hình này thì mình mới coi cái tổn thương ở phía dưới, tức là bạn phải điều chỉnh về cái độ sâu khảo sát, bạn đưa cái focus vô cái tổn thương này bạn mới thấy nó. À, và cái lúc đó cái da mình không có coi rõ nữa. À, bạn phải như vậy là để coi cái hình ảnh đầu tiên cái phù nề này, bạn phải chỉnh cái focus lên nông, cái khảo sát nó nông, và để coi cái tổn thương này bạn phải đưa focus xuống sâu, giảm tần số đầu dò thì lúc đó bạn mới thấy rõ nó. Đó, đây là một cái tổn thương ung thư. Cái ung thư thể viêm á, là một cái ung thư hiếm nhưng mà tiên lượng xấu. Đối với bệnh nhân ung thư vú thể viêm thì điển hình nó khởi phát nhanh và cái da nó gọi là da vỏ cam, gọi là podocrine, tức là giống như cái vỏ cam y chang như vậy, không cái lỗ chân lông nó còn rút lại, và thường nó tiên lượng xấu là bởi vì khoảng 30% là nó đã di căn xa tại thời điểm chẩn đoán,
À, và nó là ba cái âm triple negative. Cái này thì nếu bạn làm đi sâu vào ung thư thì bạn mới hiểu. Thêm một cái hợp này nó positive, và cái P 53 này nó trên 60, nó càng cao thì cái tiên lượng nó càng xấu. Rồi, tôi xin kết luận vấn đề, bởi vì hôm nay mình nói chủ yếu về cái siêu âm. Như vậy thì nhuộm ảnh là cái kỹ thuật thiết yếu nhất trong cái tầm soát và chẩn đoán ung thư vú. Cái siêu âm đặc biệt hữu ích khi cái mô trên vú đặt cái tổn thương nhỏ. Do vậy mình kết hợp hai cái phương tiện này là một cái giải pháp tuyệt vời trong cái tầm soát và chẩn đoán ung thư vú. Cộng hưởng từ là cái phương tiện chẩn đoán bổ sung khi cần thiết, và mình phải phân loại bypass tất cả các tổn thương thấy được trên nhũ ảnh, trên siêu âm và cộng hưởng từ để có hướng xử trí thích hợp. Và nhắc lại, cái ung thư dạng nhầy là bú mềm và siêu âm đàn hồi âm tính. Cái bú nhú trong ống tuyến là bú mềm, siêu âm đàn hồi âm tính. Thông thường nó lành tính nhưng có thể chuyển dạng ung thư, cho nên mình thì xếp vào bypass 4 và phải xin phép. Bú diệp thể, hình ảnh siêu âm giống bú sợi tuyến, thường trên 3 cm, phát triển nhanh. Nó lành tính, có thể là giáp biên và có thể là ác tính, cho nên mình phải xếp vào bypass 4 và phải xin phép. Và ung thư vú thể viêm, thành ra là đến với mình một cái da phù nề, bạn đừng có nghĩ là bệnh nhân bị viêm tuyến vú mà bạn phải coi chừng nó có mìn ở phía dưới, tức là một khối u nó chìm ở phía dưới, thì đó là một cái vú tiên lượng xấu. Và nhắc lại, đây là một cái bảng cho đến bây giờ vẫn chưa có ACA chính thức đưa ra cái bảng phân loại. Đây là cái bảng tôi dựa vào cái bảng Kim và dựa vào những cái tài liệu khác để cải biên và tôi đang sử dụng. Đó là một cái bài rác không, tức là mình không có khảo sát rõ, ví dụ như cái vú chiết silicon mình phải làm thêm cái phương pháp khác. Bài rác một là mình coi rất tốt trên siêu âm mà không thấy tổn thương. Bài rác hai là tổn thương lành tính, thông thường là mình gặp những cái bú sợi tuyến có bú bú sợi tuyến có hồi âm kém và nang đơn giản, chùm nang nhỏ. Bài rác ba là những cái bú sợi tuyến mà hồi âm dày, nó nằm trong bài rác hai. Bài rác ba là cái bướu sợi tuyến mà nó có hồi âm kém và những cái nang biến chứng. Nếu có bướu sợi tuyến nó kích thước trên 3 cm thì khả năng nó là cái bướu diệp thể và mình xếp vào ra bài rác 4 và phải xin phép. Nếu mà mình làm siêu âm mình thấy có một dấu hiệu như là ác tính, tức là gì, hình dáng không đều, bờ tụ gai hướng không song song, vi phôi hóa tạo bóng lưng nốt trong ống tuyến 5 phức tạp, có hình bàn đạp, 7 cái trên là các bạn, 2 cái dưới mình không tính, thì mình phải xếp vào nó là dấu hiệu nghi ngờ ác tính, là mình nói là hoặc là bướu nhú trong ống tuyến, mình sẽ vào bài rác 4. Và bài rác 5 là nó có từ 2 dấu hiệu chính nghi ngờ ác tính trở lên, hoặc là 1 dấu hiệu chính cộng với các hạch tách đấy cùng bên. Riêng về cái siêu âm đốt le và cái siêu âm đàn hồi, tôi nhắc lại đó là mình không được sử dụng như là cái tiêu chuẩn độc lập. Nếu một cái tổn thương mà mình nghi ngờ ác tính, mình đã nghi ngờ ác tính trên 2D rồi, mình thấy nó cứa tưới máu trong tổn thương thì nó càng củng cố thêm nó là khả năng ác tính. Và về cái đàn hồi, và nên nhớ là và cái độ nhạy giữa cái đốt le màu, năng lượng và vi mạch nó khác nhau. Và gần đây tôi coi thì rất là nhiều cái bướu sợi tuyến và trên siêu âm vi mạch tưới máu rất là đẹp, cho nên mình đừng có dựa vào tưới máu trong tổn thương để chẩn đoán khả năng nó là ác tính, mà mình đưa nếu mà về 2D mà nó điển hình của một cái bướu sợi tuyến mà mình làm có tưới máu thì bạn cứ đừng có sợ, bạn cứ theo dõi tiếp. Và cái siêu âm đàn hồi, cái vai trò rất là quan trọng của siêu âm đàn hồi, bạn làm định tính hay định lượng hoặc kết hợp cả hai đều ok hết. Và nó giúp, và cái mà vai trò của nó trong siêu âm bây giờ là gì, nếu bypass 3 bạn làm dương tính thì bạn nâng lên bypass 4 bạn xin phép, bypass 4 bạn làm nó âm tính thì bạn giảm xuống bypass 3 đó. Thì còn nếu mà bạn bypass 3 mà bạn làm nó âm tính thì bạn cứ yên tâm theo dõi, nhưng mà phải theo dõi chứ không được giảm ngay về bypass 2 đó. Thì đó là cái vai trò của nó, và tôi xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe cái bài ngày hôm nay. Trên hết.